Cặp đấu đầu tiên chính là cặp đấu của Bác Gấu và Mr. Vịt. Xin mời hai anh. Đúng là suy nghĩ của mấy thằng trẻ con, gái vào là hứng cho tướng ra vẻ ngon. Bọn tao còn bọn cùng Airpods vui thế giới. Bác đây hơi đầu ra với mấy thằng đẻ non. Leader hero đâu nước trong hang à. Tên là Vịt thì chắc trình độ cũng ngang gà. Đã cầm gặp phải gấu một quả chất ton à. Giá solo không hay lệ trong mắt còn đang nhò. Gấu to gấu khỏe để tao lấy mật. Gấu thì lao xuống nước gặp Vịt trên sao thấy tật. Gấu bắn như là lệ rơi chỉ muốn thấy với giọng thật. Giải thế giới của gấu đi thi trên thành giải thế giới động vật. Cơ mưu túc trí vì vàng khắc dấu. Âm hồn ép tán gọi tên Bác Gấu. Bác streamer được phải biết nghe thấy tên là phải khiếp. Hêu tim tao một mãi mãi lời nguyện chuyển kiếp ha. Yeah. Lời nguyện chuyển kiếp ha. Shop Bác Gấu chấm cơm chữ chính làm nên thương hiệu. Shop Bác Gấu chấm cơm có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em. Là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Nếu các bạn có vấn đề trục trặc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên fanpage Bác Gấu 1.9 follow hoặc nick Facebook Phạm Trung Hoàng. Shop Bác Gấu chấm cơm uy tín làm nên thương hiệu. Vâng, chúng ta đến với cuộc thi Nam Bu Revive nào. TV. Hiện nay tôi đang có mặt ở một buổi tiệc vô cùng to lớn. Hãy cùng tôi phỏng vấn xem chủ tiệc là ai nhé. Xin chào chị Hoa, nghe nói là chị tổ chức bữa tiệc Nam Vương Free Fire để có thể tìm kiếm người chồng cho mình đúng không ạ? Đúng vậy, và tiện đây ta cũng xin được thông báo với tất cả mọi người là người giành được giải chiến thắng sẽ nhận được bộ trang phục phi công cũng như là sẽ cùng ta sánh vai tại đại tiệc Free Fire 30 tháng 4 sắp tới. Quan trọng hơn hết là sẽ trở thành một nửa của ta đến cuối cuộc đời. Wow. Mọi người hãy đăng ký tham gia nhé. Xin cảm ơn. Là thêm một câu hỏi đến cho chị. Mất phút chị có lời nào muốn nhắn nhủ đến chị? Cái nhà bảo chụp lại đúng rồi. Nhớ nha. Me want to jump jump you tonight. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với cuộc thi Nam Vương Free Fire. Ủa nhỏ vậy, sao nhỏ vậy? Hòa Minh gì? Cuộc thi được tổ chức với mục đích là tìm kiếm chàng trai xứng đáng. Trước là để sánh vai cùng chị đẹp trong đại tiệc 30 tháng 4 của Free Fire sắp tới. Sau là để sánh vai cùng chị đẹp chọn đời. Vỗ tay. Và ngay bây giờ tôi xin mời ra sân khấu của chúng ta ba chàng thí sinh vô cùng là tuyệt vời ạ. Rồi, rất cừ. Thí sinh đầu tiên, Mr. V. Gồm đầu. Nhà ta chẳng có gì ngoài mặt tiền. Vừa có mặt, lại còn vừa có tiền. Nào có muốn theo ta đi đến cùng trời cuối đất hay không? Xin mời thí sinh thứ hai. Giơ tay em ơi. Trời không xanh, mây không trắng, em không say nắng, nhưng mà say anh. Hòa, mỗi lần gặp em, trái tim anh cảm thấy sung sướng, giống như mới vừa được bố da. Này có thể cho anh một cơ hội được không? Và xin mời thí sinh cuối cùng, Nam Thần 6 Múi. Ai rồi cũng Free Fire thôi. Đi luôn nhá, đi luôn nhá. Vâng, cuộc thi xin phép được bắt đầu ngay sau khi tôi công bố tỷ lệ cuộc thi như sau ạ. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 phần thi. Người chiến thắng của mỗi phần thi sẽ nhận được 3 bộ 2 loại mảnh chôm chôm. Ngoài ra, ban tổ chức cũng chuẩn bị thêm 3 bộ 2 loại mảnh chôm chôm cho tiểu thư. Thích tặng ai thì tặng. Người nào đủ cả 3 bộ 8 loại mảnh chôm chôm trước sẽ được tặng bộ trang phục phi công để cùng tiểu thư tự đại tiệc Free Fire 30 tháng 4 này. Và tất nhiên không thể thiếu phần quà to lớn nhất, trái tim của chị đẹp. Và bây giờ cuộc thi đầu tiên xin phép được bắt đầu, đó chính là phần thi Catwalk. Trung đoàn Free Fire Never Let Say. Bác ngủ mai như người cần say mềm cơ phá hát. Đồ gâu gâu gâu. Bác ngủ mai như người cần say mềm cơ phá hát.
Rồi nhức đít. Hò cho nó hẳn thôi. Ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, hở ra hở, mà kín ra kín. Mặc như thế kia không ra cái để gì cả. Nhức đít chơi nè, hò này gố không gố không gố. Quá nhức đít còn gì nữa. Chiến thắng chính là chú ba. Vậy là phần thi kết quả của chúng ta đến đây hôm nay đã kết thúc. Trên tay tôi là 3 bộ 2 mảnh chum chum dành cho người chiến thắng. Vâng, xin được chúc mừng anh Mr. V đã là người chiến thắng của phần thi. Chúc mọi người. Các cụ ngày xưa có câu: mẹ cha cho bạc cho vàng, không bằng em lấy được chàng rapper. Và phần thi thứ hai của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là phần thi Rap Battle. Cặp đấu đầu tiên sẽ chính là cặp đấu của Bác Gấu và Mr. Vịt. Xin mời hai anh. Đúng là suy nghĩ của mấy thằng trẻ con gái vào là hứng đã đúng ra vẻ ngon. Bọn tao còn bọn cùng Airpods vui thế giới bác đầy hơi đầu và với mấy thằng đẻ non. Đời hero đâu đứng trong hang à, tên là Vịt thì chắc trình độ cũng ngang gà. Đã tầm gặp phải gấu một quả chắc to à, giá solo không hay lệ trong mắt còn đang nhỏ. Gấu to gấu khỏe để tao lấy mật, gấu thì lao xuống nước gặp vịt trên sao thấy tận. Gấu bán như là lệ rơi chỉ muốn thấy với giọng thật. Giải thế giới của gấu đi thi trên thành giải thế giới động vật. Cơ mưu túc trí vì bằng khắc dấu, âm hồn bốc tán còn tiền bác gấu. Ao chim mơ được phải biết nghe thấy tên là phải khiếp. Hero tin tao một mãi mãi lời nguyện chuyển kiếp ha. Yeah, lời nguyện chuyển kiếp ha. Xin cảm ơn hai anh. Một trận đấu vô cùng là máu lửa thưa quý vị. Vậy còn anh có muốn đấu với tôi không? Em thì mình. Quay lại chuyện 30 tháng 4 nhân viên. Ồ, con cháu luôn nợ. Cực nhiều quà hết. Rapper bây giờ ấy chỉ cần đẹp dài thôi, mọi thứ khác không quan trọng. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần thi Rap Battle của chúng tôi. Sau đây tôi xin nhường lại phần công bố kết quả dành cho ban giám khảo chị đẹp Hòa Minzy ạ. Tôi thật rồi, đừng có mà tranh giành tôi như thế, tôi thích lắm. Nói chung là ở cái phần này tôi đã có được một người trong lòng tôi lựa chọn, đó chính là ba bộ hai mảnh chung chung này đang thuộc về giơ tay ra em ơi, giơ tay đây. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi cuối cùng trong buổi thi ngày hôm nay, bữa tiệc bóng nước. Đạt cao đạt cao ha đều. Đây
Ở nhà vào chung like rồi. Vâng, vậy là cuộc thi Nam Vương Free Fire của chúng ta đã đến với những giây phút cuối cùng. Ở vòng thi này, các thí sinh sẽ ném bóng nước vào bia mục tiêu. Ai đạt điểm cao hơn, đấy là người chiến thắng. Đơn giản có vậy thôi. Xin mời bác Gấu, anh là người đầu tiên. Để rồi. Anh Gấu chắc chắn là cô người ta rồi bác Hồ. Lui ra tí. Gì ra? Lui ra, để người ta còn nhắm cái body. Quên, để người ta xem mấy người ném như nào chứ. Lui ra. Trời ơi là giời. Được rồi. Cái nhỏ ném bóng nước này đây. Muốn thắng đây thì phải lựa vào sức gió. Nếu gió thổi về bên trái thì chúng ta phải ném mạnh về bên phía bên phải. Phải ném thật mạnh nhau chúng nha. Coi mà khỏi. Để chiến thắng trò chơi này ấy, không phải dựa vào sức gió mà là phải dựa vào lực ném. Gió càng mạnh, khoảng cách càng xa thì càng phải ném thật mạnh lên. Nhìn thế này, làm mong một lần thôi nhá. Và xin mời thí sinh cuối cùng, Nam Thần 6 múi. Sao lại đứng đây? Tại vì tự dưng cái mắt nó bị viễn thị loạn hết cả lên rồi. Bây giờ phải đứng gần Hồng Tâm mới nhìn thấy được ấy. Đứng đây, ném đi. Như này là không công bằng. Như này là không công bằng rồi, thiên vị rồi. Không được. Ôi, ta công bố, người chiến thắng đó chính là Nam Thần. Quyết để chiến thắng ấy là đẹp trai với một chút may mắn. Vâng, một người chiến thắng ở vòng thi bữa tiệc bóng nước vừa rồi không ai khác đó chính là Nam Thần. Cái trưởng vàng danh đó chính là ba bộ ba loại mảnh trong chung. Ba bộ hai loại mảnh không bằng. Vì sao không công bằng? Mọi người thấy không công bằng đúng không? Đúng rồi. Mọi người muốn nghe giải thích không? Như nào? Tôi thích thế. Đúng vậy. Kính thưa quý vị, chị đẹp thích thế là phải được. Trời ơi. Tôi xin phép được tổng kết lại kết quả của ba người chơi sau ba vòng thi. Mr. Vịt đang sở hữu ba bộ hai loại mảnh chung chung. Nam Thần sở hữu ba bộ ba loại mảnh chung chung thưa quý vị. Còn ở đằng này, bắt đầu có ba bộ hai loại mảnh chung chung và ba bộ một loại mảnh rồi, may mắn nó có được. Tổng kết lại, tôi xin đưa ra kết quả cuối cùng. Chàng trai đạt giải chiến thắng trong cuộc thi Nam Vương Free Fire ngày hôm nay đó chính là không một ai cả vì không ai đủ ba bộ ta loại mảnh chung chung để thu được bộ trang phục phi công đi cùng với chị đẹp đến bữa tiệc Free Fire ngày 30/4. Sao lại như thế? Sao lại như thế nào? Thế bây giờ phải làm nào? Phải làm thế nào? Tôi không cần biết các người làm như thế nào hết. Tôi chỉ cần biết là trước ngày 30/4, các người phải có đủ 3 bộ 8 loại mảnh chôm chôm cho tôi. 3 bộ 8 loại mảnh? Đúng. Đây mới có 3 bộ 2 loại mảnh thì như nào? Muốn làm gì thì làm. Phải có 3 bộ 8 loại mảnh chôm chôm thì các người mới giành chiến thắng cũng như là nhận được bộ trang phục phi công. Thế còn bây giờ xong rồi đây. Bye bye. Chưa nha. 8 loại mảnh bằng cách nào nào? 3 bộ 8 loại mảnh ở đâu ra? Rồi. 3 bộ 8 loại mảnh luôn. Dây. Tự nhiên lại đòi 3 bộ 8 loại mảnh.
Thôi bây giờ em nói thật như này, nhà em ấy chả có gì ngoài tiền cả. Bây giờ em đổi cho hai bác 100.000 kim cương, lấy một mảnh chôm chôm, hai bác đưa mảnh chôm chôm cho em, rồi cầm kim cương đi về, như thế có được không? Chú có tiền thiệt, chú giàu thiệt, bọn anh có nghèo. Thứ anh cần ở đây không phải là vật chất. Cái đầu óc lúc nào của chú nghĩ về tư duy với chị Thằng Dư, thì làm sao tình yêu của nó được đỉnh cao được. Càng nghĩ lời của chú nói thì anh cảm thấy mình là người hợp nhất. Anh sẽ yêu thương chị đẹp một cách vô bờ bến. Nếu mà chú ấy thực sự mà thương chị đẹp đấy, thì chú phải hợp tác cho anh và chị đẹp mới đúng. Bay tổ chức làm ăn lừa đảo. Đúng rồi, lừa đảo. Này. Người ta nộp đủ 3 bộ 8 loại mảnh chôm chôm mới được trao giải đấy chứ. 8 mảnh. Ơi trời ơi là rồi, mảnh chôm chôm ơi. Anh không giữ được em rồi. Bây giờ thì tiền nhiều thì để làm gì? Giờ có 100.000 kim cương, không thể đổi được mấy cái mảnh chôm chôm rồi. Chị đẹp đã kiếm được phi công rồi. Vui quá đi thôi. Chị đẹp. Cái gì thế? Trời ơi, đang phút quan trọng mà nói linh tinh gì vậy? Còn hơn là kết thân với một kẻ thất bại như ngươi. Ngươi biến đi trong mắt ta. Không, ta yêu nàng mà. Trộm biết không, ăn trộm.
Giả ngu thì mới khó chứ. Mà nó không làm được việc khó thì sao làm được việc lớn? À, thằng này. Người nữa. Hạ màn rồi, đừng có mà diễn nữa. Ủa, cái gì? Diễn vai độc thân có mệt không hả người cha ư? Người cha có hai đứa con, hai con còn chưa đủ mà bây giờ định kiếm hai con vợ nữa hả? Còn ngươi diễn vai Trung Thủy có mệt không? Trung Thủy gì? Hả, cái máy thả thính dạo kia. Hả mà rơi, biến đi khỏi mắt ta. Nói thế mà vẫn không biến đi à? À, con trai. Con nào? Con nào? Ê! Trời ơi, chết rồi. Con nó chạy cái liền. Cùng bé cấu. Hoàng Minh gì? Và Mr. Vịt tham gia đại tiệc tâm ứng thư của Free Fire để nhận được bộ đôi trang phục siêu đẹp và phi công vĩnh viễn cùng rất nhiều những phần quà hấp dẫn khác nữa nha. Yeah! Ok thì chuỗi sự kiện đại tiệc tâm ứng thư video cũng hết rồi. Đây là một sự kiện rất lớn của Ghana Free Fire và đó là một đoạn MV thôi, một đoạn video thôi, rất là hài và tôi cảm thấy rất là vui và rất hay đúng không mọi người? Đó là thú vị đúng không? Và 34 thì có rất nhiều sự kiện rất là lớn và tôi thì không thể nào tiết lộ cho anh em được. Đó là ba sự kiện, đó là sự kiện bóng nước và sự kiện đấm bốc. Có rất nhiều sự kiện lớn và rất nhiều phần quà có giá trị dành cho tất cả các bạn. Anh em hãy nhớ ngày 34 đăng nhập vào để kiếm những phần quà đó. Tôi thì 34 tôi đi hết rồi. Ok. Vâng, ok thôi. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Không, cuối cùng là tôi là Nam Vui Phai. Chồng. Vâng, chúng ta quay lại với chương trình Ai Là Chị Phú. Anh em nào muốn coi đoạn video đó lại một lần nữa thì anh em có thể